Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng nhau lắng nghe bài đọc đức tin tựa đề Những lời dặn dò. Vào ngày 12 tháng 8 năm 1985, chiếc máy bay Boeing hiệu 747-146 SR với chuyến bay nội địa mang số 123 của hãng hàng không Nhật Bản đã bị tai nạn, khiến cho 520 người thiệt mạng, chỉ còn có 4 người sống sót. Những người trên máy bay đã có một ít thời giờ viết lại những lời nhắn nhủ trên giấy để gửi lại cho thân nhân. Khi họ biết được số phận của chuyến bay định mệnh đó, tất cả những lời nhắn nhủ dặn dò đều rất cảm động, chứa chan sự quan tâm, lòng yêu thương của những hành khách trên chuyến bay này dành cho những người thân yêu. Người ta biết khi mình sắp qua đời thường có những lời trăn trối, căn dặn để gửi gắm lại những tâm nguyện của mình cho người còn ở lại. Chúa Cứu Thế Giê-xu gần 2.000 năm trước, khi bị đóng đinh trên cây thập tự và trước khi trút hơi thở cuối cùng, Ngài cũng có nói 7 lời cuối cùng, mà 2 trong 7 lời đó như sau. Đối với kẻ đóng đinh Ngài, Chúa Giê-xu cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết điều mình làm. Trích trong sách Luca đoạn 23 câu 34. Đối với kẻ cướp ăn năn, Chúa phán: Hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta trong Paradise, lạc viên nơi phước hạnh. Trích trong sách Luca đoạn 23 câu 4. Gần 2.000 năm trước, những người đã kêu gào đóng đinh Chúa Giê-xu bao gồm những người quyền lực thời đó, với cả đám đông xu hướng theo tình thế trước mắt. Tất cả đã nhờ cậy vào thế lực chính quyền La Mã đang cai trị người Do Thái lúc đó để giết Chúa Giê-xu. Mặc dù trước đó họ đã thấy Chúa làm nhiều phép lạ, chữa lành nhiều thứ bệnh tật trong dân chúng, và thậm chí Ngài đã kêu ba người chết sống lại, nhưng bởi lòng vô ơn và vô tín, họ vẫn bỏ ngoài tai lời Chúa kêu gọi họ ăn năn để được cứu rỗi bởi đức tin đặt nơi Ngài. Điều lạ lùng là người xét xử lúc đó chính là Tổng trấn Phi-lát muốn tha Chúa Giê-xu vì ông không tìm thấy Ngài có tội gì. Tuy nhiên, đoàn dân đông ở Jerusalem và thế lực thúc đẩy những người lãnh đạo đảng tôn giáo, cuối cùng Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa ngôi hai xuống thế làm người. Chúa biết trước những điều xảy ra với Ngài, như lời Kinh Thánh: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên thập tự và ngày thứ ba phải sống lại. Trích trong sách Luca đoạn 24 câu 7. Vì tình yêu thương nhân loại, Chúa đã chấp nhận sự hy sinh để đổ huyết nhằm xóa bôi tội lỗi của người tin, hầu cho đem họ trở lại mối tương giao với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa dựng nên loài người. Sau khi được chôn trong mồ mả, đến ngày thứ ba Chúa Giê-xu đã phục sinh, sống lại một cách khải hoàn. Vì vậy Chúa có quyền năng của một đấng sống để ban sự sống vĩnh cửu cho những người thuộc về Ngài. Lời cầu nguyện của Chúa trên thập tự giá cho những kẻ đóng đinh Ngài là một sự tha thứ cần thiết. Phải có khi chúng ta đến với Chúa và bằng lòng tiếp nhận Ngài. Lời phán ban phước hạnh cho tên cướp biết ăn năn tội và nhìn biết Chúa, cũng cho tất cả những người được tha tội lỗi mình và được Chúa cứu bởi đức tin. Đó có lẽ là một đời sống mới và được ở với Chúa luôn trong cả cõi đời đời, nơi thiên đàng. Khi Chúa Giê-xu sẽ tái lâm trong tương lai hầu đến, và khi đó thế gian này sẽ kết thúc, chúng ta đang ở trong mùa thương khó, mùa kỷ niệm sự chết của Chúa Giê-xu vì cớ tội lỗi của nhân loại. Đồng thời cũng có sự vui mừng khi biết chắc Chúa đã sống lại một cách khải hoàn và ngự ở nơi vinh hiển. Lời Chúa có hứa cho người tin cậy Ngài: Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Trích trong sách Danh đoạn 14 câu 2 câu 3. Ngợi khen Chúa phục sinh. Cầu xin Chúa giữ gìn ban ơn trên tất cả hội thánh Ngài ở khắp nơi. Xin Chúa cứu thêm nhiều người trong mùa kỷ niệm này. Amen. Quý vị và các bạn có muốn biết về tin lành cứu rỗi, xin mời quý vị đến với các hội thánh tin lành địa phương để tìm hiểu và thảo luận thêm. Xin Chúa ban bình an vui vẻ cho quý vị. Truyền đạo Trần Thị Ngữ, Chúa yêu thương bạn. Amen.
Thank you.